và thay thế game thủ Jun 66. Chính xác. Và tôi đang thấy trong team của hơi tiếc, thực ra là hơi tiếc trong trận đấu vừa rồi là một pha tương tác không tốt giữa hai thành viên của S Gaming là Arthur cũng như là thầy giáo Phước, khi mà thầy giáo Phước đang cần cái xẻng đó để có thể thêm một cái giáp chest. Nhưng mà có lẽ là do không có mic nên là thầy giáo Phước không thể tương tác được với cả Arthur, và Arthur đã lấy đi cái xẻng đó và làm cho thầy giáo Phước không tối ưu được cái line up mình đang có. Và đây là trận đấu cuối cùng để quyết định xem cái tấm vé đi tiếp sẽ nghiêng về đội nào. Hy vọng rằng các bạn ở trong cùng một team như là Tham Lam, như là NS Gaming, các bạn có thể connect với nhau, có thể tương tác với nhau một cách tốt nhất để tạo ra cho những người đồng đội của mình một cái lineup hoàn chỉnh và mạnh nhất có thể để có thể dành cho mình cái top cao nhất trong trận đấu cuối cùng này. Đúng rồi, đây là màn hình của Kit và trận đấu thứ tư, à trận đấu thứ ba, trận đấu chính thức thứ ba thì Kit khởi đầu cho mình với một cái gậy quá khổ khác với các trận đấu đã trải qua, và anh ấy đã ra được cho mình một con tướng Kata, một con tướng 3 tiền và hiện tại thì hoàn toàn có thể kích được cái sát thủ. Đây là một con tướng tôi nghĩ khá là ngon ở thời điểm hiện tại. Và bây giờ thì hoàn toàn có thể là có 3 con tướng si vong rồi. Đúng là 3 con tướng si vong. Và trận đấu cuối cùng chúng ta có một sự thay đổi, Junji đã vào sân. Và ở cái meta này thì tôi thấy là si vong nó đang lên ngôi, là một bộ bài khá là khỏe thì Kit lại có được một cái form si vong khá là sớm. Thì không biết là trận đấu này thì Kit có hướng tới đép cho mình với đội hình suy vong hay không, tiếp tục ra được cho mình một cái giáp nữa. Thì tôi nghĩ đây là món đồ không quá ngon ở thời điểm hiện tại, nhưng cái giáp này thì hoàn toàn có thể hướng tới một món đồ co dành cho Kata như kiểu là giáp tinh thần chẳng hạn. Đúng là như thế. Và vòng 1.4 của chúng ta, liệu rằng Kit có ra được cho mình một cái mảnh đồ nào nữa để có thể ghép được luôn hay không, chúng ta cùng chờ xem. Katarina ra rất sớm rồi, hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào con Katarina này ở khoảng thời gian đầu giao tranh. Drop ra thêm một cái đai lưng nữa, cậu lẹt có lẽ là không bắt, không tôi bắt. Nghĩ là như vậy, nhưng mà cũng chỉ đang để đôi dành cho vài đấu Kit mà thôi. Mỗi cậu lẹt 2 là tiếp tục ra Varus và Leona up cấp 4, bán đi cậu lẹt, khả năng cao là muốn ghép quỷ thư. Và đúng là như vậy rồi, mấy quỷ thư trên người của Katarina kích cho mình, đó chính là đấu sĩ, đó chính là sát thủ level 5 sẽ đủ cho mình là 3 suy vong dành cho vài đấu Kit. Một lay up khá cơ bản khi mà trận đấu thứ 2 vừa rồi Kit cũng phát triển mình theo cái form này đi lên. Và lên cấp 8 Kit có cho mình là một form thuật sĩ, một form đấu đánh bằng co Kama cũng như là vị trí của Rai. Và Kit lại dành cho mình một trận đấu top 1. Không biết trận đấu này Kit có thể lặp lại cho mình một kỷ lục là 3 trận đấu top 1 như Royal hay không. Đúng rồi. Và ở những thời điểm đầu tiên thì có lẽ là không ra được những món đồ quá yêu thích dành cho Kata, và anh ấy đã quyết định là lắp cho mình một cái quỷ thu. Và Kata thì chiêu thức của Kata đã có giảm một máu rồi, nhưng vẫn quyết định là lắp một cái quỷ thu dành cho Kata. Thì tôi nghĩ đây có lẽ là một trận đấu mà Kit không phải đánh sống chết suy vong đâu, mà chắc là sẽ có thể là xoay. Đúng là như thế. Và có thể là một pha xoay bài. Tôi tin chắc rằng là tất cả các bạn đã tham dự giải The Chosen thì khả năng xoay bài các bạn là rất tốt, chỉ là những cái buôn tướng các bạn có ra như các bạn mong muốn hay không mà thôi. Ghép cho Katarina một cái giáp thiên thần hắc ám luôn không có quan trọng ở thời điểm này, bởi vì đây là trận đấu cuối cùng rồi, mọi sai lầm đều phải trả giá. Kit quyết định là ghép đồ luôn và muốn giữ máu ở khoảng thời gian đầu giao tranh, đầu trận đấu. Và tôi đang thấy được cái sự cẩn trọng cũng như là khá là toan tính tới từ Kit khi đây là trận đấu cuối cùng và đây là trận đấu quyết định xem đội tuyển nào sẽ là đội tuyển đi tiếp. Thì Kit anh ấy muốn đánh rất cẩn thận và đánh chuỗi thắng cho mình, tối ưu đồ một cách là mắc binh nhất có thể. Chính xác là như vậy. Và Hải Anh, Dendy 92 máu, Hải Anh 92, Lusa 94, thầy giáo Phước 96. Katarina được đẩy lên góc bên trái để hy vọng rằng gặp nhà để góc bên phải, mà không, Hải gặp nhà của Hải Anh. Kata nhảy vào thì khả năng cao bị ý lực của Syndra ném đi. Nhưng không sao cả, Kata thì nó vẫn có thể ném dao và quay lại được. Vẫn là một chiến thắng của Kit mà thôi, khi mà lượng sát thương gây ra của con Katarina này là rất nhiều với quỷ thư. Và Kit vẫn đang ram cho mình một con Yasuo cộng với một con Lee Sin. Đây là những quân bài mà ma sứ. Nhưng liệu có phải là turn 2.3 Kit sẽ up level 5 và sau đó thì vứt một Vayne vào hay không? Và tôi nghĩ là có thể là một con Vayne, bởi vì cái lượng đồ trên bàn, nếu mà Kit ra được một con Sejuani để kick 4 ma sứ thì tôi tin chắc rằng đồ của con Katarina kia sẽ đẩy cho vị trí của con Lee Sin. Nhưng không, Kit đã bán đi rồi. Và thậm chí nó đang muốn up cấp 5 ở tuần này. Tôi tin khả năng cao có thể là như vậy, để Kit giữ cho mình win streak, đang check nhà để xem những nhà
100 máu, có nhà nào đột biến không để mình có thể up cấp 5. Và đúng như vậy rồi, up cấp 5 luôn, thể hiện luôn quan điểm là tôi đang muốn giữ máu và tôi đang muốn đánh win streak ở trận đấu cuối cùng này. Và tôi đang thấy được trận đấu này lại khá là nhiều nhà đép cho mình bằng đội hình suy vong, dường như là có tới 2, 3 nhà hoặc là 4 nhà thì phải, khá là nhiều. Đúng, những nhà suy vong của thầy giáo Phước. Và Dante, ui, Dante thì đang đép cho mình là form mới chỉ là 2 long tộc, hơi đáng tiếc của Dante. Zyra có, Udia có, nhưng mà Seth và Ash chưa ra. Và tiếp tục là một trận thua của Dante trước bài đấu này 15 của Kiss mà thôi. Hải Anh thì làm một cái trận thua tiếp theo chăng? Đúng là như vậy, Hải Anh chịu lại cho mình 76 máu trong 3 turn, gần như là những cái thua pha thua nguyên nhà của Hải Anh. Dante 86 máu, thầy giáo Phước 82. Vòng đi chợ 2.5 của chúng ta có Zyra, có LeBlanc cầm cho mình cái gậy quá khổ hắc ám. Liệu rằng Hải Anh và thầy giáo Phước lấy gì đây? Thầy giáo Phước lấy cho mình con Lulu cầm găng, trong khi đó Hải Anh lấy cho mình con Lee Sin cầm gậy quá khổ. Dandy thì sao? Zyra hay là Varus? Không, như vậy là quyết định Varus rồi. Dante lấy cho mình con Nautilus cầm nước mắt hắc ám. Và còn lại là Chunji. Chunji anh ấy quyết định là nhặt cho mình một con tướng 3 tiền, cầm một cái BF, đó chính là một con Raira. Đây là một con tướng khá là ngon. Và ôi, còn đây chính là game thủ Dante. Dante anh ấy có được cho mình một cái nước mắt hắc ám thì liệu có phải là một trang bị hướng tới một cái năm đấm cung lý hắc ám hay không? Đẹp hoàn toàn mình. Có thể là một 3 chiến binh, 2 đồ long và 2 hiệp sĩ. Nếu mà cái form đồ này của Dante hoàn toàn có thể là một cái Iron Solari hắc ám luôn, và một cái bàn tay công lý hắc ám luôn. Tôi có thể là như vậy, dành cho vị trí của Udia. Đúng rồi, Iron Solari hắc ám luôn. Tôi nghĩ là Dante đang rất phân vân. Trận đấu cuối như cùng vậy, này chúng ta lên quyết đoán một chút để có thể mang lại cái lượng máu cơ bản để có thể xoay bài ở những khoảng thời gian cuối của trận đấu. Và gặp cho mình nhà của Nghĩa Đen đi một cái giáp máu hắc ám trên ngưỡng Gragas. Lượng sát thương là có của Udia kia. Udia cầm cái bàn tay rất khỏe nha. Rất khỏe. Đã là Udia 2 sao rồi. Tôi tin chắc rằng Udia này có thể mang lại một chiến thắng dành cho vị trí của Dante trước bài đấu của Nghĩa Đen đi. Và vừa rồi thì tôi thấy được là Hải Anh đã có thể giữ được cho mình lượng máu, đó chính là 76. Hải Anh vừa rồi thì thua khá là đậm và gần như là những thân thua nguyên sàn. Thì 76 máu, phải hy vọng có lẽ là Hải Anh muốn giữ máu ở thời điểm hiện tại, khi không để ngưỡng máu của mình nó tụt xuống quá thấp và comeback nó sẽ hơi khó. Và là một cái Iron Solari hắc ám trên người ở con vị trí của con Chandle. Tại sao không phải là cho Udia luôn? Là tôi sẽ cho vị trí của con Udia luôn. Chunji 100 máu, tôi đang nhìn thấy Chunji đồ rất giống Mordekaiser, khi mà Chunji đang có cho mình một cái jacket hắc ám, một cái kiếm súng, đúng là một cái kiếm súng dành cho vị trí của Mordekaiser. Chunji đó. Và chính là những cái mảnh đồ của Mordekaiser. Kết thúc hai trận đấu vừa rồi thì một bài đồ lăng mà đánh Mordekaiser thì chưa kiếm thủ nào đánh, đúng không anh? Đúng là như vậy. Và ở những cái meta trước thì đây là một con bài rất là hot, và dường như game đấu nào cũng sẽ có các game thủ thi đấu, nhưng ở thời điểm hiện tại chúng ta kết thúc hai game đấu rồi nhưng mà chưa bất kể một game thủ nào đánh bài đồ long cả. Và tôi cũng đang rất mong muốn là ở trận đấu cuối cùng này thì sẽ có một game thủ đánh bài đồ long. Ở beta này thì khá là ít game thủ đánh đồ long, thì đương nhiên là cái pool tướng nó sẽ nhiều và ít bị KS hơn. Thực ra tôi nghĩ rằng nếu mà đã ra thì sẽ là ra, còn nếu mà không ra thì chắc chắn game sẽ không ra, bởi vì nhiều khi tôi đánh đồ long quân đoàn một mình tôi cũng không thể thua ra được con Mordekaiser 2 sao, bởi đơn giản là nhiều khi cái buôn tướng của trò team fight tactics nó không phải như chúng ta nghĩ, bởi vì là có thể là trong một lobby rất nhiều bạn chơi suy vong, nhưng mà rất ra những tướng suy vong bạn có thể đi theo một mình một hướng, nhưng mà hoàn toàn bạn có thể không ra những con tướng bạn cần. Và cái tỷ lệ ở trong đấu trường chân lý dường như nó nhiều khi nó hơi vô lý, đúng không anh? Chính xác là như vậy. Và đó chính là cái rủi ro dành cho các bạn khi mà các bạn hướng đi một mình. Và Dante ra được cho mình thêm một cái găng. Đồ Dante tôi đánh giá rất ổn nha. Rất ổn. Một cái kháng phép, là một cái cùng cung dành cho vị trí của Udi luôn. Chắc chắn là như vậy rồi. Và đây có thể sẽ hướng tới đội hình chiến binh và đánh rắc thì phải. Khi một cái nắm đấm cung lý hắc ám thì hoàn toàn có thể thay thế được cho một cái huyết kiếm. Và có trên mình một cái cùng cung nữa thì trang bị cuối cùng hoàn toàn có thể hướng tới, đó chính là một cái kháng hiệu ứng bích kiểu. Một cái bàn tay công lý tôi nghĩ là về lâu dài, về khả năng có que nó không hiệu quả dành cho vị trí của Jack.
như là cái huyết kiếm, nhưng mà với bàn tay cung đấy này hoàn toàn Dante có thể là xoay bài được, xoay bài được. Chưa chắc là Dante đã đánh theo kiểu là chiến binh đâu, đúng hoàn toàn anh ta có thể đánh Raven, hoàn toàn có thể đánh theo hướng suy vong và kẹp thêm cho mình đó chính là quân đoàn cũng như là bí ẩn và Rai. Và đây là bài đấu của Lusang. Lusang thì đã lên level 6 ở tầng 3.1 và run nhẹ một chút để kiếm cho mình những con tướng 2 sao. Nhưng mà con Udyr này của Dante quá khỏe. Vâng, một con Udyr 2 sao kích hoạt được 4 chiến binh nó khá là khỏe đi. Và đúng rồi, với một cái nắm đấm công lý hắc ám thì đây là một món đồ khá là đa dụng. Và tôi thấy được là đánh sát thương vật lý thì cũng có thể dùng được, mà sát thương phép thuật cũng có thể dùng được. Thực ra bạn đồ này bạn có thể đánh cả Yasuo nữa, bởi vì là những cái đồ của Dante đang đánh rất là dễ. Một cái bàn tay công lý hắc ám, giữ một mảnh găng, có cùng cung thì có thể là Yasuo, có thể là Draven với cung xanh, Yasuo với creep phép, hoàn toàn có thể là như vậy. Và Dante trong trận đấu này ra được thêm cho mình đai lưng hắc ám cũng như là trong bạc. Tôi nghĩ là một cái đai lưng hắc ám sẽ mang lại rất nhiều giá trị dành cho Dante. Dante sẽ lấy gì đây, chúng ta cùng chờ xem. Dante đang khá là cân nhắc. Với một cái đai lưng hắc ám thì tôi nghĩ sẽ hợp lý hơn là một cái áo trong bạc. Áo trong bạc thì bây giờ lượng đồ nó đã là khá nhiều rồi, và nếu mà lấy một cái áo trong bạc thì không biết là Dante sẽ lắp một cái gì. Nhưng cuối cùng thì Dante cũng đã quyết định là lấy cho mình một cái đai lưng hắc ám rồi. Đai lưng hắc ám thì hoàn toàn có thể hướng tới, theo tôi thì có thể hướng tới như kiểu là ZK hắc ám chẳng hạn, hoặc là có thể giáp máu hắc ám chẳng hạn, rất nhiều những món đồ, đúng không? Có thể là một cái vút bẫy hắc ám nữa nếu mà Dante khăn nước. Và đây là bài đấu thầy giáo Phước đã là lên level 7. Đơn giản là thầy giáo Phước có cho mình là 3 long tộc, gặp cho mình đối thủ là Arthur. Arthur thì đang đép cho mình một con Vayne, cầm cho mình đó chính là cung xanh. Khả năng cao trận này Arthur lên thẳng 7. Lên thẳng 7, chính xác. Arthur đang để lợi tức là rất là nhiều và quyết định là không up 6 sớm. Và Arthur thì không quyết định là up 6 và bổ sung cho mình với đội hình 6 suy vong. Vừa rồi đã gặp người đồng đội của mình là thầy giáo Phước và phải nhận một trận thua. Ôi, thầy giáo Phước có thêm một cái xẻng nhưng mà đang đép bằng phong ba long tộc và thôi. Hiện tại thì tôi đang thấy được là thầy giáo Phước ở level 7. Level 7 với tơn 3.1 đã là level 7 rồi. Thì đây là một trận đấu mà thầy giáo Phước lên level rất sớm. Đúng, tôi vừa nói ở pha đấu giao tranh là thầy giáo Phước đã lên 7. Và đơn giản là thầy giáo Phước đã có cho mình là phong long tộc, lượng tiền hack được là rất nhiều. Rất nhiều. Và với một con lắc 2 sao, Hải Anh giành chiến thắng. Một con lắc 2 sao chỉ đơn giản là cầm cho mình cái cuồng đao thôi. Những đòn đánh cường hóa của lắc dứt điểm đi và có thêm cho mình chiến thắng dành cho bài đấu của Hải Anh. Bán đi Nunu, bán đi Diana và đang muốn tích lại lợi tức là ở ngưỡng là 30 tiền. Khả năng cao là có thể là như vậy. Đang rất nhiều đôi long tộc. Liệu rằng thầy giáo Phước có bán long tộc ở trong những cái tôn sắp tới hay không, chúng ta cùng chờ xem. Trong khi đó, Lusa đang đem bằng một con Lee Sin kích cho mình đó chính là tiên hắc ám dành cho vị trí của Lee Sin. Và chúng ta thường thấy được cái bộ Lee Sin mà đánh tiên hắc ám thì sẽ là Lee Sin sát thủ thì phải. Nhưng không biết là trận đấu này thì Kai'Sa Lusa có hướng tới định như vậy hay không. Còn thầy giáo Phước vừa rồi thì tôi thấy được là con As như là As 1 đúng không? As 1 hay As 2 thì anh nhỉ? Con As của thầy giáo Phước tôi chưa để ý là As, nhưng mà khả năng cao là As 2 rồi. Trận đấu này là một trận đấu có lẽ là thầy giáo Phước sẽ hướng tới một đội hình level 8 khá là sớm. Nếu mà pha bán như thế này thì chắc chắn là một pha bán thầy giáo Phước có lẽ là đang hơi tham lợi tức một chút. Hơi tham. Bởi vì nếu mà thầy giáo Phước muốn đép vào khoảng thời gian sắp tới nên để con set hoặc là thậm chí Udyr để có thể nở ra những quả trứng áp đi được 2 sao. Đúng rồi. Tôi nghĩ là hiệu quả hơn. Nhưng mà thầy giáo Phước có lẽ là sắp tới anh ta sẽ bán đi một con As 2 rồi. Và tôi nghĩ là thời điểm này thì sẽ cần giữ máu hơn là với một lợi tức. Tôi nghĩ là nó sẽ không có quan trọng đâu vì thời điểm này thầy giáo Phúc đang khá là giàu rồi, up level 7 rất sớm. Đúng là như vậy. Arthur 60 máu, Hải Anh 62. Người đang cao nhất trong lobby là Lusa. Kikit vẫn đang thể hiện một phong độ rất tốt của mình. Dandy là người đang cháy. Và Kikit lấy gì đây? Đang rất nhiều găng ở những round cuối cùng. Và Yasuo còn đó và không ai lấy con Yasuo trong găng cả. Và đây là một cái BF dành cho bài của thầy giáo Phúc. Nở ra thêm một con Jaira. Như vậy là với một tuần nổi trứng thì thầy giáo Phước không update được bất kể một con tướng nào hay sao cả. Với một những món đồ đó chính là một cái vũ cực kiếm thì hiện tại có thể là tối ưu tốt. Và còn đó là một cái gậy quá khổ, hoàn toàn có thể tối ưu bằng một cái crit phép, hướng tối hình phép chẳng hạn. Và tôi nghĩ là trận đấu này thì thầy giáo Phước muốn nhiều hơn là với đội hình mà hai cung thủ. Và có lẽ là anh ấy muốn hướng tới đội hình 5 tiền chẳng hạn. Đúng là như thế. Và Dante thì vẫn đang đép bằng form chiến binh và có thêm cho mình một con Poppy nữa. Hơi đen khi mà không ra được cho mình là Lindali để pick cho mình là 6 chiến binh.
bị dứt điểm ngay lập tức đến từ vị trí của As, một cái con As cầm vô cực kiếm cũng như là cuồng đao, lượng sát thương là khổng lồ, stack tốc độ đánh với cuồng đao hung sô và dứt điểm đi ngay lập tức. Gần như là bài chiến binh của Dante bắt đầu thể hiện cái sự yếu ớt của mình ở tới 3.5 này trở đi rồi. Arthur 60 máu, Hải Anh 62, Dante bắt đầu bị đẩy máu xuống và Lusa, Dante cũng mất cái chuỗi win streak của mình rồi. Tôi nghĩ là nên giữ, không phải là As. Tôi này cũng có lẽ là giữ thôi, bởi đơn giản là lượng tiền đã đủ ngưỡng là 50 tiền dành cho thầy giáo Phước rồi. Vâng, nhưng tôi chưa hiểu ý đồ của thầy giáo Phước là anh ấy vẫn giữ cho mình muốn át nữa. Hiện tại thì có 4 con át rồi. Nếu mà ra nhiều át thì chắc là thầy giáo Phước sẽ hướng tới đội hình cung thủ và át 3. Nhưng mà nếu mà ra ít át chẳng hạn thì anh ấy sẽ xoay. Tôi nghĩ là như vậy. Một con át mà tôi nghĩ là lượng sát thương là rất nhiều khi mà bạn có cho mình là một dàn tanh đủ khỏe để tạo ra khoảng trống này cho vị trí của át. Đây là Junji, hàng trò đang rất nhiều quân đoàn. Tôi tin chắc rằng đây là một bài đấu hết thương cả nhớ level 7 để cố gắng kiếm cho mình. Đó chính là một con model Kaiser 2 sao khi mà model Kaiser của Junji đang có sẵn cho mình làm hai món đủ rưỡi rồi trên ngựa Vladimir, còn dư một cái Neko hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào model Kaiser trong trận đấu này. Ôi, và Junji hiện tại đang thiếu tất cả, có tất cả nhưng mà lại thiếu model. Anh Bon ạ, hiện tại thì tôi lại tôi không để ý kỹ và tôi thấy được một cái cung xanh trên người của Vayne thì chắc chắn là trận đấu này thì thầy giáo Phước muốn hướng tới đội hình là cung thủ rồi khi anh ấy có cung xanh. Đúng, một cái cung xanh rất lâu rồi. Vâng. Ở những tuần trước anh ta là có cái cung xanh này rồi. Và có lẽ là anh không để ý nhưng mà tôi thấy cung xanh này rất là lâu rồi. Một cái lượng sát thương là có đến từ vị trí của Vayne. Mặc dù tôi thích cái cung xanh này cho vị trí át hơn là vị trí của Vayne, bởi vì Vayne đã bắn cho mình những cái đòn sát thương chuẩn rồi. Thì cung xanh để cho át thì sẽ mang lại độ hiệu quả, nhưng mà có lẽ là cho từ đầu. Nên là con Vayne này vẫn được thầy giáo Phước giữ lại khi mà chưa ra được cho mình những con cung tiếp theo để có thể thay vào vị trí của Vayne. Và nếu mà đội hình của thầy giáo Phước bổ sung được với 4 cung thủ và có cả Kinred thì theo tôi thì tôi thấy là một cái cung xanh nó sẽ ngon hơn dành cho Aphelios. Wow, biến thiết giáp. Và đây là một bài đấu rất khỏe ở thầy giáo Phước. Có lắp luôn hay không? Hoàn toàn đây là một bài đấu có thể top 1 nếu mà thầy giáo Phước đánh lì ở trong trận này. Có thể thua thêm 1-2 tôn nữa đi và lên 8 cực kỳ khỏe luôn cho mình Aspa. Cũng như là dàn tanh đủ khỏe để đánh cho mình một form đấu 4 thiết giáp, 2 bí ẩn, 4 cung thủ. Thì thực sự đấy là một bài đấu cực kỳ tuyệt vời dành đúng cho rồi. Thầy giáo Phước. Cực kỳ tuyệt vời, và với một đội hình đép bằng một con át 2, 3 long tộc, 3 chiến binh, 2 cung thủ và 2 thiết giáp. Tôi đánh giá khá cao 2 thiết giáp ở thời điểm hiện tại. Thầy giáo Phước đang để ở vị trí của As làm tôi liên tưởng đến vị trí của Varus. Khi mà Varus xếp ở trên một cái hàng ở bên phía trên thay vì bên phía dưới cùng. Và đây là vị trí của Lee Sin trong bài đấu của Lusa. Lusa đang đép rất tốt bằng con Lee Sin này, nhưng mà lượng sát thương của As gây ra là khổng lồ. Nhưng mà dàn tanh quá yếu ớt, không đủ khoảng trống dành cho As có thể được chơi. Và sẽ là một trận thua rất đau đớn của thầy giáo Phước đây. Một trận thua cực kỳ đau, 40 máu, bị tụt máu xuống giữa rất nguy hiểm. Kiki cũng bắt đầu tụt máu rồi, 49 máu. Người đang cháy là Lusa, còn đó cho mình là 2 Neko. Nếu mà làm một pha may mắn của Lusa ra được cho mình Hummerdinger thì đây là một bài đấu cực kỳ khỏe của Lusa. Dante cũng đang giữ máu rất tốt, Dendy tiếp tục thua, Junji giữ máu tốt và những thành viên của team LS đang bắt đầu đẩy xuống Neko. Tôi nghĩ là một điều tuyệt vời dành cho vị trí của thầy giáo Phước. Liệu rằng chẳng chắc không, như vậy anh ấy quyết định là nhặt cho mình một cái giáp hắc ám Garen không quá ngon. Tôi đang tại sao phải là cái giáp giáp này, để anh ta muốn lên cái gì đây? Hai con Volivir có Timo nhưng không Hummerdinger, có tại sao anh ta không lấy Neko nhở? Trong pha vừa rồi tôi đang hơi khó hiểu tại sao không phải là một fan lấy cái Neko. Darius có đây rất ngon này, Darius có và thay vào vị trí của Volivir đang muốn roll và chưa kẹp được cho mình, đó chính là thêm bí ẩn đang chưa đủ, bí ẩn đang chưa đủ. Và hiện tại thì Ad chưa update được con Atma, cộng với thêm đó là vẫn thiếu 4 cung thủ. Iron Solari hắc ám dành cho vị trí của Ad, biến thiết giáp dành cho vị trí của con Darius. Tôi đã hiểu lý do anh ta nhận thấy rằng con Ad này không có đồ hút máu, chúng ta cần một cái lớp giáp, cần kích cho con As này thêm một chút giáp, một chút kháng phép để có thể giúp cho As có thể cò quay trong những pha giao tranh với những cái láp khỏe. Và tôi tin chắc rằng đây là một sự lựa chọn hoàn toàn sáng suốt của thầy giáo Phước mà thôi. Và với một trận thua chỉ còn 40 máu thì thầy giáo Phước quyết định là hết thương gạt nhớ và chốt luôn đổ. Nhưng mà hơi đen, thầy giáo Phước luôn hơi đen khi mà không ra thêm cho mình một As nào cả. Lỡ là As và một con As nữa sẽ là As 3, phải lỡ có Vrai cũng có luôn, bắt đầu thay vào thôi. Và Taric tiếp tục là Taric, con Vayne được
Không, có Afe thay vào vị trí của Vane. Chưa thay đủ bốn công thủ, và đơn giản bạn đang sử dụng cả Taric cả Afelius. Và tôi nghĩ là lineup này là lineup hoàn chỉnh nhất. Ô, ôi mà có Lulu 2. Bán đi Taric, anh Taric bán đi Taric chăng? Một pha bán Taric và slot con Taric tôi nghĩ là có thể thay vào vị trí của con Nautilus, nhưng mà một con kiên vẹt đang là một cái điều cần thiết nhất với thầy giáo Phúc ở thời điểm hiện tại. Đúng rồi. Còn Rai và con Draven của Arthur đang thể hiện một sức sát thương là quá lớn. Một pha bắn đại băng tiễn không quá hiệu quả của As và bị trói lên từ Rai và đứng ghi hình mất 5 giây 26 máu. Một pha thua rất đau đớn của thầy giáo Phúc lên 8, thua nguyên nhà với bài đấu level 7 của Arthur. Vâng, một tuần thua mất tới 14 máu của thầy giáo Phúc. Và tiếp theo đó chính là một tuần đi chợ 4.4, thì có lẽ là thầy giáo Phước mong đợi nhiều hơn, đó chính là một con Kinneret, một con tướng 5 tiền, hoặc có thể sẽ là một con tướng Raijus 5 tiền chẳng hạn, sẽ update được cái sức mạnh dành cho thầy giáo Phước. Đúng là như vậy, chúng ta hãy cùng chờ xem thầy giáo Phước. Ôi, có hai con tướng 5 tiền nhưng lại không có những con tướng mà thầy giáo Phước không có cần con tướng 5 tiền. Và thầy giáo Phước sẽ lấy gì đây? Đang muốn ướm, đang muốn nhường Kikit cái món đồ đó. Và bây là giờ là cái sự đắn đo. Thầy giáo Phước đang muốn lấy cái bột xanh hắc ám này cho vị trí của Rai thì phải, nhưng mà nhường cho người đồng đội của mình là Kikit và quyết định lấy cho mình là cái nước mắt, là một cái BF, BF dành rồi. Cho có thể là một cái Sojin, tôi tin chắc là như vậy. Nhưng mà Sojin thì theo anh Bon thì con tướng nào cầm sẽ là ngon nhất? Và có thể là Rai, thật ra là Rai cầm Sojin vẫn ổn, vẫn ổn, thậm chí là Lulu cũng có thể cầm được. Và đây là Aphelios 2 sao bán đi, và Morgana vào lấy cho mình là 4 bí ẩn. Đang rất nhiều đồ thông và Ash chưa ra 3 sao nên Eco nên là chậm lại một chút để có thể giữ lại được lợi tức cho mình. Cái Iron Solari này tôi nghĩ là cho vào vị trí của Lulu chăng? Lại cùng chờ xem thầy giáo Phước cho ai đang muốn cho vào vị trí của Morgana. Ngưỡng máu của thầy giáo Phước đang khá là thấp cho nên tôi hiểu được cái cảm giác của bạn ấy và đang đánh khá là vội. Tôi tin chắc là như vậy, khi mà bạn đang thiếu một con Ash để lên Asma, một con Rare để lên Veil 2 và đã là Sojin để cho vị trí của con Rai rồi. Gặp cho mình đối thủ là Dante, Dante đang đẹp vẫn bằng một con Udyr. Dante có vẻ luôn hơi đen, chưa ra được bất cứ con sách nào cả, chỉ đang đẹp một con Udyr cầm cho mình, đó chính là dịch của con ám cũng như là bàn tay công linh ám và cùng cung. Nhưng mà gặp lượng sát thương quá lớn thì con As này thì chắc chắn sẽ là một trận thắng dành cho thầy giáo Phước mà thôi. Vẫn còn đấy là một con Rai. Rai chói khá là nhiều ở trong một giao tranh và có chói được nhiều thì những con tướng cung thủ của chúng ta sẽ có thể có thời gian để mà clear đội hình của đối phương. Và chúng ta có thể thấy được là vừa rồi Rai đang làm khá tốt nhiệm vụ của mình, tiếp tục không ra được quá nhiều những con tướng yêu thích của mình. Ba thiết giáp bỏ đi con tướng Darius liệu có phải là một quyết định ổn hay không? Tiếp tục ra phe, một con tướng cần thiết đây rồi. Đây rồi. Wow, tôi tin chắc rằng thầy giáo Phúc đang rất quyết đoán trong pha này khi mà anh ta nhận thấy rằng có cung xanh rồi, có cung xanh thì kẹp thêm con Darius để làm cái gì nữa. Cảm thấy Darius không có hiệu quả trong combat. Khá lâu rồi tôi không thấy được là thầy giáo Phúc ra được thêm một con Varus chẳng hạn, hoặc là một con Kinneret nhiều hơn. Đó chính đúng là rồi. Con Kinneret. Con Kinneret sẽ là con rất là cần cho bài đấu của thầy giáo Phúc. Và đây là bài đấu Kikit, Kikit lại trung thành với bài đấu Kama. Kama đã là 2 sao rồi nhưng mà dàn tanh đang hơi yếu. Nhưng mà tôi tin rằng Kikit vẫn đép được ở trong pha này. Và nghĩa đen đi và nhận cho mình một trận thua. Lượng sát thương là đủ lớn của Kama để dứt điểm đi. Bài đấu của Dante, Dante, Chunji 22 máu, Kikit 24, Thầy Giáo Phước 26, Dante 31, Dendy 35. Người đang cháy là NS Arthur 55 máu, Lusa 63 máu, up cấp 8 và tuần 4.7. Đây là những pha quyết định, những pha 5 chấm sẽ là những pha quyết định ai sẽ là đội có thể có cho mình lợi thế, đặt cho mình cái tấm vé đầu tiên đi với trận đấu bán kết của chúng ta, trận mùa giải giữa Trung Thủ Man 1/8. Đúng rồi. Và đây chính là tên quái 4.7. Thì bây giờ thầy giáo Phước đang thiếu khá là nhiều đồ. Còn đây là Kikit cơ. Kikit thì với một con Kakma 2 và có được hai trang bị rất khỏe, rất gọi là một cặp đôi trang bị mắc binh rồi. Nhưng không biết là những trang bị tiếp theo thì anh ấy sẽ tối ưu như thế nào. Tôi thấy có một cái tôi đang đánh giá cực cao với khả năng đánh Kikit mà anh ta rất lì để tiền rất nhiều. Bắt đầu roll và thiếu một con Teemo nữa để lên cho mình là 4 thuật sĩ. Liệu rằng có ta Teemo hay không, khả năng cao là rất khó ra. Rất tiếp khó. Tục roll Garen chưa có. Morgana 2 sao Lulu. Tôi nghĩ là Lulu sẽ thay vào. Bỏ qua Lulu luôn. Tại sao bỏ qua khá là nhiều. Anh ta bán đi vị trí của Lulu Rai.
Và nếu Tơn 5.2 mà ra một cái nước mắt nữa thì đây lại là một trận đấu mà Rai có ba đồ rất ngon. Quyền năng và một cái cốc dành cho vị trí của Cinderella hoàn toàn hợp lý thôi. Gặp cho mình bài đấu Lusa, một bài đấu Hummerdinger 2 sao đồ rất kinh khủng. Đó chính là bài đấu của Lusa, kiếm súng dành cho vị trí của Hummerdinger. Rất tuyệt vời rồi. Một pha cát chiêu và một pha hất tung. Gần như con Kama đó một bốc hơi và đã là bốc hơi luôn. Và một pha giao tranh, một pha combat mà cái sự sắp xếp chiêu thức tới từ đội hình của Kai'Sa Lusa nó khá là mắc binh rồi. Và với thời điểm 5.1 đã tết được con tướng Hemo 2, cộng với đó là có cả Timon nữa. Rất kinh khủng. Có biến tà thần, có biến tà thần dành cho bài đấu Kit Kit nha. Lusa, tại sao bạn đấy luôn là được Hummerdinger? Đơn giản là bạn có hai Neko từ rất sớm và bạn đã lên tá và bạn đánh cho mình bộ bài 5 tiền. Và thầy giáo Phước chịu lại 13 máu. Kit Kit chịu lại 8 máu. Nếu mà thầy giáo Phước và Kit Kit dừng lại thì rất khó để cho NS có thể lật ở trong game đấu này. Đúng rồi, rất khó, rất khó. Hiện tại thì tôi đang thấy được vài của Kai'Sa đang khá là khỏe. Không phải là khỏe nữa mà thậm chí là rất khỏe. Quá khỏe. Khi mà anh ta có cho mình một quả Hummerdinger 2 sao cầm cho mình, đó chính là ba đồ rất kinh khủng. Tiếp tục là một cái biến tà thần trên người của một con Rail. Có lẽ đây là một cái quyết định mà chắc là không còn quyết định nào khác nữa rồi, bắt buộc phải lắp đồ thôi. Vì gặp hiện tại cho mình là tôi không muốn thấy pha giao tranh này xảy ra. Thầy giáo Phương và Kiki cầm nhau, mặc dù con vai của Kiki không có bùa xanh nhưng mà Kiki cũng là bên hàng đầu luôn. Kama không có bùa xanh nhưng còn đấy là một cái giáp thiên thần. Kama chưa sử dụng chiêu thì giàn tanh đã bốc hơi rồi. Rất khó dành cho Kit Kit ơi. Kit đã làm quá tốt ở hai trận đầu và trận này Kit phải dừng lại ở vị trí top 8. Khá đáng tiếc Dante ngấp ngoài ở vị trí top 7. Dendy chịu lại 9 máu mà thôi. NS thầy giáo Phước vẫn đang đép được với bài đấu Asma của mình. Lusa nhận phải một trận thua trước người đồng đội của mình là Hải Anh. Arthur thì vẫn đang cháy. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng ai sẽ phải dừng lại ở vị trí top 7 đây. Và tôi có lẽ là Kit Kit đang cảm thấy cái đôi vai của mình nó đã mỏi rồi. Cho nên là game đấu này thì Kit Kit sẽ nhường cái khả năng gánh team cho đồng đội của mình. Và vừa rồi thì tôi thấy được là Hải Anh thi đấu với một con bài kêu. Rất lâu rồi thì chúng ta mới có thể chứng kiến được là các game thủ chơi bài kêu. Một con tướng mà bị Riot nớp khá là nhiều lần. Đúng là như vậy. Kele ở phiên bản 11.13 thì Kele còn bị nớp nặng nữa cơ. Những cái pha mưa kiếm cũng như là 15 đòn đánh để có thể bất tử thì tôi tin chắc rằng chả ai đánh cây nữa. Đúng không? Và đây làm gặp một cái bóng sát thủ của ai đó và Viago làm quá tốt nhiệm vụ của mình, hút đi cho mình đó chính là vị trí Hummerdinger. Và đây là một trận thua rất đau đớn, rất đau đớn. Và thầy giáo Phước đang đép quá tuyệt vời và tiễn luôn người bạn nghĩa Dendy của mình lên bảng điểm số trong tuần này. Vâng, Dendy còn 9 máu thì tôi nghĩ là Dendy sẽ phải dừng lại rồi. Sẽ phải dừng lại thôi. Và không biết là Dante cũng phải thua. Và Dante âm 10 máu, Dante đứng ở vị trí thứ 7. Âm 10 máu phải dừng lại vì thứ 7, nghĩa Dendy dừng lại vì thứ 6. Nhưng hiện tại về cái lượng máu thì tôi đang thiên về team của Tham Lam hơn. Tham Lam hiện tại Dante đang hơn kích 1 điểm, tức là về điểm tổng thì Tham Lam đang hơn 3 điểm. 3 điểm rồi. Đang rất lợi thế dành cho vị trí của Tham Lam. Chúng ta hãy cùng chờ xem đội tuyển nào sẽ là đội tuyển đi tiếp trong trận đấu bảng A của chúng ta ngày hôm nay. Arthur thì lấy cho mình một cái kháng hiệu ứng thì phải. Kai'Sa Lusa nhặt cho mình một con Teemo cầm biến tà thần và Teemo này sẽ được sử dụng luôn. Ô, rất hay này. Vừa rồi thì anh ấy nhận một trận thua khi đối đầu với một nhà sát thủ chỉ là bóng thôi, nhưng mà con Viago nó cầm ba đồ và tôi đánh giá rất cao Viago cầm một cái kháng hiệu ứng khi nó bay vào đội hình đối phương và nó nói chung là nó không bị làm gì cả. Tôi đang đặt niềm tin vào vị trí của thầy giáo Phước, một bài đấu cung thủ và đã là Asma. Không biết là ra kinh rẹt được hay chưa, hình như là chưa ra thì phải, hơi đen dành cho vị trí của thầy giáo Phước. Và nếu với một hình cung thủ của thầy giáo Phước mà kẹp tới 4 biển thì tôi nghĩ hoàn toàn có thể là một trận đấu mà vào top cao được của thầy giáo Phước. Gặp Arthur và một con Rai kháng ứng. Con Rai này không bị CC, những pha chói liên tục hất tung tốt lên từ vị trí của Daisy. Deleven đang bị choáng một chút nhưng mà không là vấn đề. Tiếp tục là sử dụng kỹ năng, Deleven còn đó vẫn đang được ném và bị dứt điểm ngay lập tức. Arthur bị đấm quá đau. Chỉ còn lại cho mình 39 máu mà thôi. Đây là cái dấu hỏi được đặt ra, liệu rằng Arthur có níu lại cái hy vọng dành cho vị trí của team NS hay không. Hải Anh phải nhận một trận thua trước bài đấu 4 cung. Một bài đấu 4 cung quá khỏe thầy giáo Phước. Vâng, tôi đang nghĩ đến một tình huống là Arthur sẽ gồng gánh các đồng đội của mình ở trận đấu cuối cùng. Nhưng với một tôn thua khá là nặng với chỉ còn 39 máu
thì tôi đang hơi lo sợ một điều là anh ấy sẽ khó có được cái top 1 một trận. Nếu mà tuần đấu vừa rồi thua, nhưng mà thua ít thì không sao, nhưng tuần đấu vừa rồi thua khá là nhiều. À thôi, đang muốn lên 9 để kẹp thêm cho mình, đó chính là bí ẩn. Tôi tin chắc là như vậy. Còn chàng trai thầy giáo Phương của chúng ta đang đép bằng 4 bí ẩn, 2 cung thủ mà thôi. À, không cần quá nhiều là 4 cung thủ, bởi đơn giản là con As có cuồng đao. Có cuồng đao, đúng rồi. Và ở thời điểm này thì tôi nghĩ thầy giáo Phước sẽ khá là khỏe, gặp Chun Ji, gặp cho mình ui, ui bị Chun Ji con model này rất kinh nhà, nhưng mà không phải là kháng hiệu ứng vĩnh cửu. Còn As đang bị chiếu, đang bắn là rất rát, dứt điểm ngay lập tức giàn thành. Còn đó là As, nhưng mà model càn vào As đại bằng tiếng kim không kịp rồi. Và model dứt điểm ngay lập tức vị trí của As. Và thu ba tuần lượng máu còn 2 máu, là còn 2 máu rất may mắn. Đó là cái sức mạnh của cái kháng ứng cũng như cái dây kháng ám trên người Mordor Kaiser. Một pha giao tranh cực kỳ nhanh, cái kháng hiệu ứng kia vẫn còn đó. Một pha đại băng tiễn tưởng chừng như là có thể đóng băng lại vị trí của Mordor Kaiser, nhưng mà không thể, bởi vì cái pha giao tranh vừa rồi giao tranh quá nhanh đi, không thể kịp để kháng hiệu ứng kia vừa hết. Và thầy giáo Phước vẫn còn níu lại hy vọng cho team NS. Và tôi để ý một điều là pha vừa rồi thì Áp sẽ đứng cùng bên với cả Mordor Kaiser, cho nên đội hình của Mordor Kaiser nó tràn vào quá là nhanh đi. Chính xác là như vậy. Và một cái Zeke nữa dành cho thầy giáo Phước, đồ rất là đẹp rồi. Đúng rồi, đồ khá là ủng hộ thầy giáo Phước để có thể hướng tới những cái top cao hơn. Ở vị trí top 4 và top 5 chênh tới 2 điểm cơ. Và có lẽ là thầy giáo Phước muốn hướng tới cái top 4 hơn ai hết. Đúng. Nếu mà muốn top 1 thì muốn lực lại hy vọng dành cho team NS, tôi nghĩ rằng Arthur cũng như là thầy giáo Phước phải có mặt ở trong top 1 và trong top 2. Và ở thời điểm hiện tại thì tôi thấy là team NS đang còn tới 3 thành viên cơ. Một con Rell 2 bán Tarik đi và lên cho mình con Rell này. Ồ, đang muốn thay 4 cung chăng? Morgana được bỏ ra, 4 cung thủ đã được kích hoạt, Zeke và 4 cung thủ. Chúng ta hãy cùng chờ xem sức mạnh của 4 cung là như thế nào. Rell 2. À, vừa rồi thì một pha hơi nhầm lẫn của tôi. Chun Ji là thuộc team Tham Lam. Đúng rồi, Chun Ji thuộc team Tham Lam. Tham Lam hiện tại đang có tới 3 thành viên vẫn còn máu. Chính xác, và NS chỉ có thể là top 1, top 2 thì mới. Đúng rồi, top 1, top 2 có hy vọng mà thôi. Đây là Lusa, một con Hummerdinger, một khả năng sử dụng kỹ năng tôi nghĩ là gần như là bốc hơi. Và chỉ còn lại một chút máu nữa thôi, niềm tin môn này em thì rất là khó rồi. Khó rồi. Và thầy giáo Phước phải dừng lại trong tuần này. Liệu rằng có phải hay không? Một pha cát chiêu, Ad vẫn còn đó, Ad đã bằng tiến, nhưng mà không kịp rồi và thầy giáo Phước phải dừng lại. Ở vị trí top mấy đây? Khả năng cao là vị trí top 5. Âm 10 máu. Và vị trí top 5, Hải Anh có mặt ở trong top 4. Và thờ tiếp tục thua, chỉ còn lại cho mình là 27 máu thôi. Thì cái tên đầu tiên đi đến với vòng bảng, đi với vòng bán kết của chúng ta, đó chính là Tham Lam. Đó chính là Tham Lam. Và vừa rồi nếu mà thầy giáo Phước top 4 và Hải Anh ở top 5 chẳng hạn thì may ra thì sẽ có cơ hội, nhưng mà tôi nghĩ là rất khó, tại vì team của Tham Lam vẫn còn tới 3 thành viên cơ. Lusa, Arthur và Chun Ji là 3 thành viên có mặt trong top 3. Squad vừa dành cho vị trí của con Garen. Một pha giao tranh tốt, một con Teemo nó ném nấm vào Ad ở thời điểm đầu, giảm rất nhiều tốc độ đánh và rất khó cho đình của cung thủ. Quá khó khi mà bạn phải đối đầu với một bài đấu 5 tiền mà con Hummerdinger 2 sao cầm đồ như này. Một pha sử dụng kỹ năng của Hummerdinger thôi, nó hoàn toàn loại bỏ đi giàn tanh của bạn. Thì đúng rất rồi, khó để Ad có thể được chơi. Và Garen, Rai vẫn đang chói liên tục, một pha hồi máu gần như là mắc binh của Hummerdinger. Nhưng mà bị dứt điểm đi, đó chính là vị trí của Draven. Và một trận thắng của Arthur trước bài đấu. Ui, Chun Ji đép được nha. Chun Ji đép được. Đép được. Đây là Chun Ji đép được trước cái bóng của Lusa thì phải. Bởi vì Lusa đang sở hữu cho mình một con Ivern thì chắc chắn đấy là cái bóng của Lusa rồi. Đúng rồi. Và Arthur hiện tại thì có tới 27 máu và đang là game thủ còn nhiều máu nhất. Arthur đang đứng trước một cơ hội, đó chính là một cái top 1. Nhưng có lẽ là kịch bản định mệnh, tôi gọi là định mệnh đi. Timo 2. Mọi thứ nó đã được an bài rồi. Arthur nếu mà trận đấu này top 1 thì rất đáng tiếc dành cho các đồng đội của Arthur, khi mà 3 thành viên của team NS dừng lại ở vị trí top 8 cũng như là 5 và 6. Với 15 máu và Kaisanusa có thể update được một con tướng Volibear 2 sao, nhưng anh ấy quyết định lock lại khi 15 máu, và có lẽ là 15 máu không thua quá nhiều thì vẫn còn máu để có thể thi đấu tiếp vào tuần sau. Một con Rai bị dứt điểm ngay lập tức đi từ quân đoàn. Quân đoàn phải nói là những pha quân đoàn là bộ giao tranh cực kỳ nhanh nhất. Cực kỳ nhanh.
Những pha giao tranh của quân đoàn gần như là chỉ trong khoảng 10 giây đầu thôi. Và một trận thắng của Lusa đẹp được trước bài hôm đình cơ. Và Arthur, Arthur bị thua, thua ở trong tuần này. Như vậy là Arthur thua cả hai game thủ. Một tình huống là Kaisan Lusa gặp bóng của Arthur và thắng. Đúng rồi. Donovan. Không không, Arthur tuần trước thì thắng mà. Arthur tuần trước. Ừ, nhưng mà tuần vừa rồi thì thua. Đúng, tuần vừa rồi là gặp bóng. Tức là Kaisan Lusa thắng cái bóng. Đúng. Và chúng ta cùng chờ xem liệu rằng Arthur có thể dẫy được hay không. Chunji đang cháy 15 máu. Và đây là bài đấu. Ôi, tiếp tục ra được con Kinvet 2. Kinvet 2. Ồ, Arthur có lẽ là pha đổi con Draven này đổi không kịp thì phải. Tôi nghĩ là dường Arthur như là vậy. Lên để con Rai thấp xuống một chút không. Ôi, một cái bốc đồ khá là ngon để cho Kinvet. Bạn có thể thấy dàn tanh con Hikarim của Arthur mới chỉ là một sao mà thôi. Arthur hoàn toàn có thể là swap đồ và lấy cho mình một con Hikarim bốc đồ khác. Đúng rồi. Nếu mà cảm thấy xấu quá thì hoàn toàn có thể là như vậy. Và hiện tại thì thêm vào đó là một con Rai một sao, nhưng với ba trang bị thì tôi nghĩ là Rai nó sẽ đủ để có thời gian trói. Rai ơi, Rai làm được hay không? Đây kháng ứng không bị vứt bẫy rất tuyệt vời đến từ vị trí của Rai. Kinvet, một pha để Kinvet không hề đẹp. Một pha để Kinvet gần như không có bất cứ tác dụng nào cả. Kiều cứu sinh không tới vị trí của Draven. Draven đang bị tràn vào khả năng cao tuần đấu này. Arthur sẽ phải dừng lại rồi. Arthur sẽ đang hơi lag một chút. Chúng tôi chưa thấy gì cả trong pha giao tranh này. Và đây là Chunji. Và Chunji một pha nội tại. Một pha nội tại quỷ vương của Timo. Quỷ vương. Và quỷ vương sẽ giành chiến thắng. Và Arthur thua đâu đó 2, 4, 5 con. Vẫn còn có trong vẫn còn một máu. Vâng. Tình huống thua mà còn một máu thì đây là một tình huống khá là may mắn. Và tiếp tục là còn Vodibia nữa, nhưng mà hiện tại thì đã biết được Vodibia 2 rồi. Lusa một bài đấu 5 tiền, đã là những con tiếng 5 tiền 2 sao. Một con Garen nữa sẽ là con Garen 2 sao mà thôi. Tuần đấu này Arthur sẽ gặp ai đây? Dàn tanh của Arthur đang quá yếu. Bài Arthur thì dàn công rất mạnh, nhưng mà Arthur được một cái là Rai 1 sao. 1 sao. Hecarim 1 sao. Và hiện tại thì tôi thấy được là Kaisan Lusa còn đang lắp cho mình tới hai con Volibear thì phải. Hai con Volibear và quyết định là bỏ bớt thiết giáp đi. Con Kinvet của Arthur đang để một góc tôi nghĩ là không đẹp. Con Kinvet để đây để bắp cho ai đây? Rai. Và Draven bị hất tung lên. Gần như là Draven đứng im suốt xuyên suốt trong giao tranh. Và pha hất tung thứ hai vẫn không thấy pha gì xoay đảo. Draven chắc chắn sẽ là một trận thua của Arthur mà thôi. Một trận thua của Arthur trước bài đấu 5 tiền quá mạnh mẽ của Lusa. Vâng, với hai con Volibear thì cái lượng CC nó chồng lên quá là nhiều đi. Và sau đó là những tình huống ra chiêu của Timo cũng như là của Henamigo, nó sẽ dọn dẹp team của Arthur một cách rất là nhanh thôi. Và một pha sốc đồn. Và Lusa có cho mình một trận đấu top 1 và đem lại chiến thắng dành cho Tham Lam. Tham Lam chắc chắn là Tham Lam sau 3 trận đấu đầu tiên sẽ cao điểm hơn là S-Gaming khi mà 3 thành viên của Tham Lam đã có mặt trong top 3 ở trận đấu cuối cùng. Và cái lượng điểm chênh lệch tôi nghĩ là nó khá là nhiều đây. Với 3 game thủ thuộc top 4 và có được một cái top 1 nữa. Trước đó thì Tham Lam đã hơn NOS Gaming tới 2 điểm. Tôi nghĩ là lượng điểm chênh nó không quá nhiều ý nghĩa nữa. Đúng khi rồi. Mà team của bạn đã được dành cho mình một tấm vé vào đến cái vòng bán kết rồi. Đúng hơi rồi. Đáng tiếc một chút cho các thành viên của team NOS Gaming khi mà 3 bạn của team NOS Gaming có lẽ là lineup của các bạn không hoàn chỉnh và chưa đạt được cái ngưỡng sức mạnh cao nhất để có thể dẫy cho mình cái trận đấu trong top 4 khi mà 3 thành viên đều phải dừng lại ở top 5, top 6 và top 8. Và với một tình huống là các game thủ bên NOS out top khá là nặng ở game đấu thứ 3 thì tôi nghĩ là các game thủ bên phía Tham Lam thì họ cũng đã tính được là team của mình đã vào vòng trong rồi, cho nên tôi thấy là những ở tuần đấu cuối cùng thì họ đánh với một tâm thế khá là thoải mái. Đúng. Với một cái phong độ xuất sắc của Lusa, một cái sự ổn định của Lusa, anh ta luôn giữ cho mình cái lượng máu ổn để có thể vào được cho mình là trong top 3. Và anh ta trận này có cho mình một trận đấu top 1 khi mà có sở hữu cho mình hai Neko từ sớm. Lên 8, drone lên được Timo và Homodinger. Quyết định Neko Homodinger và dồn đồ cho nó và lên thẳng 9 đánh cho mình lineup hoàn chỉnh một 5 tiền và dành cho mình một trận đấu top 1. Thì có lẽ chúng ta là có cái tên đầu tiên đi đến với cái trận trận chưa xem bán kết. Đúng rồi, nhưng mà chắc chắn đấy là cái tên đầu tiên đi đến với trận bán kết. Chúng ta gọi tên Tham Lam. Và đây là bảng điểm của chúng ta. 68 điểm của Tham Lam so với 55 điểm của NOS Gaming. Chia buồn cùng với cả đội trưởng Kikis, Nghĩa Đen Đi, Thầy Giáo Phước và Arthur. Các bạn đã phải dừng lại. Đương kim vô địch giờ chung thân team của chúng ta phải dừng lại ở ngay vòng bảng. Gục ngã trước
đội hình rất mạnh của Tham Lang. Thực sự hôm nay thì anh ấy đã gồng gánh đồng đội của mình khá là cái đôi vai, tôi nghĩ đôi vai của Kit khá là to họ. Một trận đấu khá lì của Kit. Hãy tham gia group TG và những người bạn, subscribe và nhấn chuông kênh Tô Gaming để theo dõi các giải đấu đua chương trình lý đỉnh cao do TG tổ chức. Xin chào và hẹn gặp lại.